ơn quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Chính thức công bố trang phục dân tộc của Á hậu Phương Anh tại Miss International 2022. Không còn nghi ngờ gì nữa, National Custom của Á hậu Phương Anh tại Miss International 2022 đã lộ diện. Á hậu Phương Anh là đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss International 2022, được diễn ra vào cuối tháng 12 sắp tới. Vận động và sắc đẹp nhận xét, Phương Anh là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất tại mùa giải năm nay. Mới đây, Phương Anh chia sẻ với người hâm mộ về bộ trang phục truyền thống mà cô sẽ đem đến Miss International. Đúng giờ đã hẹn, người đẹp sinh năm 1998 đăng tải hình ảnh và bộ quốc phục mới đại diện cho Việt Nam. Tuy nhiên, nàng hậu lại bất ngờ che đi hầu hết bộ trang phục, khiến dân tình lâm vào tình trạng phải tiếp tục đoán già đoán non. Không lâu sau đó, cô đã tiết lộ bên dưới phần bình luận của một bạn fan, xác nhận National Custom chính là Hoa Trạng Nguyên đến từ nhà thiết kế Lê Long Dũng và thân Nguyễn An Kha. Được biết, thiết kế dựa trên cá tính và thành tựu học vấn của Á hậu Phương Anh, có mối quan hệ sâu sắc đến văn hóa của con người Việt Nam. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ sự tích Hoa Trạng Nguyên và câu chuyện về nữ Trạng Nguyên đầu tiên trong thời kỳ trung đại, Nguyễn Thị Duệ, hay còn được biết đến với danh xưng bà chúa Sao. Chia sẻ về thiết kế này, nhà thiết kế Lê Long Dũng cho biết, sở dĩ tôi lựa chọn hình ảnh này nhằm phần nào thể hiện một cách tinh tế nhất vẻ đẹp tri thức cùng học vấn khủng vốn đã làm nên tên tuổi của nàng hậu Phương Anh. Bên cạnh việc giữ nguyên phong dáng của chiếc áo dài truyền thống, tôi và thân Nguyễn An Kha đã tạo điểm nhấn thông qua phụ kiện như món thiết kế tròn như vần hào quang của sự ưu tú, vân khiên ở vai áo cũng như phần thân áo được trang trí dựa trên những kiến trúc từ những bức tượng thời Lý đến thời nhà Nguyễn, được chạm nổi, chạm lộng vô cùng đa dạng. Á hậu Phương Anh được đánh giá là một chiến binh mạnh với thành tích học tập khủng cùng nhan sắc thu hút. Người hâm mộ không khỏi mong chờ ngày mỹ nhân 9X đem Hoa Trạng Nguyên lên sân khấu Hoa hậu quốc tế 2022. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.